Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển vừa ký công văn phân công cụ thể các sở ngành hữu quan phải triển khai ngay việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1. Theo đó, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ có trách nhiệm phối hợp với các sở kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, xây dựng công thương, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tiến hành rà soát các phần việc đã làm và để nhanh tiến độ thực hiện. Ngoài việc kiểm tra đôn đốc tiến độ dự án, thì cũng cần yêu cầu nhà đầu tư thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Lãnh đạo thành phố, các sở ngành và quyền chính thạnh cũng đã làm việc với công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship JV, đại diện cho các nhà đầu tư. Đơn vị này cho biết khoảng tháng 3 năm 2023 sẽ khởi công dự án khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh. Từ giữa tháng 4 năm 2024 là có thể giao mặt bằng để xây dựng các nhà máy, công ty, xí nghiệp tại đây.